Anh em, chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, từ những dòng xe chính hãng đến những dòng xe liên danh. Và Khanh cũng có chương trình là thu xe cũ. Anh em nào có xe cũ muốn đổi lên xe tải mới thì cứ alo cho Khanh nha. Hoặc là có bạn bè muốn bán lại xe cũ á, thì cứ giới thiệu giúp Khanh, Khanh sẽ gửi tiền cà phê cho anh em. Rồi, với clip hôm nay Khanh sẽ giới thiệu nhanh về cái con xe H150 bên Khanh đang có sẵn luôn nha anh em. Đó, đây H150 có sẵn chassis, anh em đóng thùng trong vòng tầm khoảng 5 đến 6 ngày nữa là xong xe, giao cho anh em luôn. Ở trên thị trường thì như khan hiếm xe này, nhưng mà bên Khanh còn rất là nhiều. Như anh em thấy nè, bên Đai bên Khanh còn cực kỳ nhiều luôn. Anh em đã nhìn N250SL, S8 hoặc là mấy cái dòng xe 110XB rồi này nọ còn rất là nhiều. SL nữa, anh em nào mà muốn mua xe gì thì cứ alo trực tiếp cho Khanh, xe lúc nào cũng có sẵn cho anh em nha. Thì quay lại nhân vật chính của hôm nay của anh em mình là con H150 Boxster này. Thì tải trọng ra giấy là 1,5 tấn nha. Thì đóng được rất là nhiều loại thùng, thùng lửng, thùng bạc, thùng bảo ôn, thùng đông lạnh, thùng kính, hoặc là thùng ben, hay là thùng xe bồn, xe ép rác, xe chuyên dụng. Nói chung rất là nhiều loại thùng trên cái nền H150 này. Anh em muốn đóng cái gì cũng được, miễn sao anh em có nhu cầu thực sự thì Khanh sẽ làm cho anh em cái nhu cầu của anh em. Thì Khanh sẽ giới thiệu nhanh về giá. Hiện tại con xe nếu mà anh em lấy thùng tiêu chuẩn nha, thùng bạc tiêu chuẩn nha, Khanh báo giá thùng bạc tiêu chuẩn nha, có thùng luôn là chưa giấy tờ nha, là con này là 415 triệu là xe thùng chưa giấy tờ, giấy tờ thì tùy tỉnh đó, nó tầm khoảng 2-3 triệu nữa thôi là lăn bánh cho anh em con xe bạc bọng đầy đủ. Còn như anh em muốn đóng thùng option thì cứ liên hệ trực tiếp với Khanh, số điện thoại phía dưới màn hình đó, rồi Khanh sẽ tư vấn thêm về cách đóng thùng sao cho tiết kiệm chi phí cho anh em mình, mà cái thùng lại phù hợp với cái nhu cầu của mình nữa đó. Thì giới thiệu nhanh về cái con H150 này thôi. Như anh em biết rồi, H150 là nó y chang như cái con H100 gì đó, nó không khác gì cả. Nhưng mà cái con này lắp ráp thôi, con kia sau đó nhập khẩu. Nhưng mà con này lắp ráp ba cục, sẽ nhập CKD và nhập ba cục về lắp ráp nha. Thì xe cabin là hơi nhô ra một xíu, cabin bầu hơi nhô ra. Và đèn của này mình là đèn halogen tích hợp đèn mi xi nhan chung một cụm đèn. Phía dưới chúng ta cũng có cái đèn cản luôn đó. Cabin nhìn rất là liền lạc, rất là cứng cáp. Đây bên đây là cái số loại New Boxster 150 đây, là tải trọng 1,5 tấn nha, anh em thấy rồi đó. Đây là cái khung chassis phía sau của xe đó, Khanh muốn quay con chassis như thế này cho anh em nhìn rõ về cái khung gầm của xe. Nhiều khi lên thùng á, bên kia cũng có thùng nhưng mà Khanh không quay, Khanh nhìn muốn quay cái con này cho anh em nhìn khung gầm chassis, cho nên nhiều anh em nào thắc mắc cái chassis con xe này có tốt hay không thì đây để anh em tự mình kiểm tra nha. Đó, chassis rất là ok, dày, xe thương hiệu Hyundai thì anh em khỏi phải bàn, một trong những thương hiệu là tốt nhất của Việt Nam mình rồi. Đó, là chỉ trên thị trường như những dòng xe chính hãng như là Hyundai, Isuzu, Hino là ba dòng xe chính hãng có chất lượng tốt nhất và được nhiều anh em quan tâm, nên là anh em khỏi phải bàn về chất lượng. Và cái về phần thùng xe thì anh em càng không phải bàn nữa. Đó, bên Khanh đóng thùng là anh em yên tâm, tay nghề bên thợ bên Khanh rất là cao, đóng thùng rất là tốt, rất là chắc chắn, mối hàng rất là liền lạc. Đó, đây là cái bình nhiên liệu bằng mũ nha, mũ này mũ rất là cao cấp nha. Cái ưu điểm của bình bằng mũ là anh em không sợ bị rỉ sét và nó không bị nghẹt ống dầu nha. Nếu bình bằng thiết hay là bằng sắt, bằng inox gì nó cũng bị rỉ sét nha anh em. Nhiều khi anh em đổ dầu vào á là nước nó theo vào, nước trời mưa nước vào vô trong thì nó sẽ bị rỉ sét bên trong, mình đâu biết đâu. Là nó cái mấy cái ống dầu nó bị nghẹt, mấy cái lọc dầu nó bị nghẹt là mỗi lần xúc rất là cực nha. Còn cái bình mũ này là mũ này đâu có sợ nước đâu anh em. Nên là anh em mua cái loại, đa số bây giờ cái dòng xe tải bây giờ nó cũng chuyển qua bình mũ rất là nhiều rồi đó. Như dòng dắt, dòng cao cấp là nó xe liên danh á, là nó chuyển hết qua bình mũ luôn. Hyundai thì bắt đầu thằng này, từ từ những thằng lớn nó sẽ cũng bắt đầu nó sẽ chuyển luôn. Đây là cái hộp số của H150 nè anh em. Đây nhìn hộp số, cái con xe này sử dụng động cơ là 2.5, số là 6 tiếng một lùi. Cái động cơ này cùng chung với cái động cơ 2.4 luôn đó, nên là rất là khỏe nha. Con này anh em bảo đảm chở 2 tấn VU, chạy VU như là chạy xe không. Và con xe này xài ở trước là xài dầu gà nên là nó chạy rất là êm. Nhưng mà nhược điểm của nó có một cái nhiều anh em là không thích dầu gà, nhưng mà tùy mọi nhu cầu mọi người thôi, mình thích là mình mua đó. Nếu mà nhược điểm thì xe nào nó cũng có nhược điểm, không có xe nào mà nó hoàn thiện 100% cả. Xe nào nó cũng có cái thế mạnh và cái nhược điểm của nó đó. Còn cái phần nội thất thì chắc chắn là một cái ưu điểm cực kỳ lớn trên cái con xe Hyundai H150 này. Anh em nhìn nè, nội thất như xe du lịch, thậm chí còn tốt hơn cả những dòng xe du lịch mà phiên bản thiếu nha. Phiên bản thiếu là xài ghế nỉ, còn con xe tải mình mà xài ghế da, da rất là xịn nha, da cái đục lỗ tổ ong luôn nè đó, ngồi rất là mát lưng mà ngồi rất ôm lưng nữa. Lên luôn, ôm lên đây
Vô lăng là vô lăng hai chấu, anh em nhìn vô lăng hai chấu nè. Đó, vô lăng. Đây là vô lăng hai chấu. Đó. Còi mình tích hợp ở dưới cái vô lăng nè, cái logo Hyundai nè, tem còn chưa bóc siêu luôn nè. Để cho anh em nào mua anh em sẽ bóc nha. Bóc khám phá cái xe Hyundai này. Xe này coi hết bình rồi. Bình chưa gắn. Thì như anh em thấy cái dàn mũ của xe Hyundai rất là tốt nè. Đồng hồ thì anh em sẽ thấy là đồng hồ vòng tua máy nè, đồng hồ km, đồng hồ nhiên liệu và đồng hồ nhiệt độ động cơ. Còn cái dàn mũ trong tốc lô này anh em khỏi phải bàn, mũ cực kỳ tốt luôn, xe chính hãng thì anh em khỏi bàn nha. Đây là bên đây là thì cái xe dòng này đa số nhập về từ nhà máy về là sẽ không có bộ radio theo xe, nhưng mà khi anh em mua bên Khanh sẽ lắp bộ radio bên Khanh vào cho anh em nhé. Anh em yên tâm, chính hãng luôn của Hyundai luôn. Còn máy lạnh rồi trang bị sẵn hết đây, máy lạnh đầy đủ hết. Đó, đã chưa? Anh em nào mua con xe này thì trả trước bên Khanh tối thiểu tầm khoảng 90 triệu. 90 triệu đổ lên là Khanh làm xe cho anh em liền nha. Đó là cái phần mà Khanh muốn giới thiệu về cái con xe H150 này cho anh em muốn tham khảo. Còn như anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh. Tất cả các dòng xe trên thị trường Khanh đều có luôn, chứ không phải riêng dòng H150 nha. Như những dòng xe nổi tiếng ví dụ như Hyundai, Hino, Isuzu, rồi những dòng xe liên danh như là Jack, Dongfeng, Kenbo, Vim, Chiến Thắng, hoặc là IZ65 Đô Thành rồi này nọ. Nói chung là khí gì Khanh cũng bán, trừ Thaco ra thôi. Nên là anh em nào có mua nhu cầu mua gì thì cứ alo cho Khanh nha. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.